Nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một cái dòng LED pha mới về tại shop là LED pha 2 tầng của Honda Vision. Thì LED 2 tầng G-Pass là rất là nổi tiếng trên Exeter 150, 135 và những dòng xe khác như là Wave. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với mọi người là phiên bản xe tay ga của Honda Vision. Thì đối với Honda Vision, LED 2 tầng nó có hai màu là màu đen khói và màu bạc. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem màu đen khói. Đây là màu đen khói nha. Màu đen khói là một trong những màu mà bán rất là chạy trên thị trường cũng như là tại shop nha. Đây là màu đen khói, là nguyên cái pha đèn nó màu khói luôn nha mọi người. Ở phía trong nó có khắc chữ Vision. Thì đối với cái phiên bản màu đen khói hay là màu bạc thì nó cũng bán đồng giá tại shop nha. Ở phía sau đó, cái pha đèn này là chân H4 nha. Chân H4 thì các bạn mua về gắn cắm dắt như zin thôi. Đối với cái dòng xe Vision thì mặc định của nó là điện bình, nên mọi người mua về mọi người chỉ cần cắm dắt và xài thôi. Bên đây là màu khói, màu bạc nha. Thì đối với cái màu bạc lên xe nó khá là sáng xe, còn màu khói thì nó giúp cho xe mình nó ngầu hơn. Về cái thiết kế ngoại hình á, là nó giả lập lại giống như là của chiếc Honda SH á, nên cho cảm giác mọi người thấy pha đèn nó rất là sáng và đẹp, lên xe cực kỳ ấn tượng luôn nha. Một cái pha đèn này hiện tại đang bán tại shop với giá là 1.200.000. Rồi mình sẽ test cho mọi người khi mà nó lên đèn nha. Đây là phiên bản màu đen khói nha, màu đen khói là bán cực kỳ chạy luôn á. Ngoài cái việc lên xe nó đẹp xe thì cái chức năng chính của cái việc mà các bạn lên LED 2 tầng là giúp cho ánh sáng của mình cải thiện sau gấp khoảng 3 lần, 4 lần so với đèn zin nha. Rồi code pha. Đó. Đối với màu đen khói nha. Rồi bây giờ mình thử màu trắng cho mọi người coi, màu trắng hay mình gọi là sealer đó bạn. Ở cái LED pha 2 tầng á, ở phía trong nó là một cái vỉ mạch giống như những cái chiếc xe đời mới hiện nay như là Winner hay là Exeter 2019 đó, là toàn bộ là xài vỉ mạch chip LED không nha, không còn sử dụng bóng halogen zin nữa. Thì đối với bóng đèn zin đó của Vision là bóng sợi tóc, thì giúp cho xe nó cái việc mà gắn bóng sợi tóc á là nó rất là hao bình, cũng như là cái độ sáng của nó là nó không bằng cái LED, cũng như là cái hiệu năng hoạt động của nó không bằng bóng LED. Đây là màu bạc nè mọi người nha, màu sealer. Ok, thì mình sẽ báo giá cho mọi người nha. Đối với hai cái pha LED này là 1.200.000 một cái. Khi mua tại shop thì được bảo hành chính hãng G-Pass là 12 tháng nha. Hầu như là khi các bạn mua tại shop thì bên mình sẽ có hàng sẵn để bảo hành cho các bạn đổi mới hoàn toàn nha. Bảo hành trong thời gian 12 tháng. Cảm ơn các bạn mua hàng liên hệ với đội chơi xe kỹ Cần Thơ 0909 966 899.